Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an thành phố Cà Mau cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành dừng phương tiện ô tô và bắt quả tang một đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng khai tên Nguyễn Nhật Thái, sinh năm 2000, tạm trú khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 196 viên nén màu xanh, một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy, 13 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Nhật Thái, số tang vật trên là ma túy được Thái mua từ thành phố Hồ Chí Minh mang về Cà Mau để tiêu thụ thì bị lực lượng kiểm tra và bắt giữ cùng tang vật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý